À, xin chào các em. Thì như ở giới thiệu buổi trước rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ xét cái bài 26, đó là về gì ạ? Về nhiên liệu. Ta hiểu thế nào là nhiên liệu. Và ở đây chúng ta sẽ đi xét cái đại lượng, đó là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. À. Thế thì để hiểu nhiên liệu là gì, chúng ta hãy quan sát một số cái hình ảnh như này. Chúng ta biết rằng là trong đời sống hàng ngày cũng như là trong kỹ thuật công nghiệp thì chúng ta thường là gì ạ? Dùng dùng củi đúng không ạ? Dùng gỗ để đốt cháy. Để có thể gì ạ? Để có thể là đun nước, có thể là đun một số thứ. Mục đích là gì ạ? Để cung cấp gì nhỉ? Cung cấp cái nhiệt lượng cho những cái vật khác. Ví dụ cho nồi hơi, cho nồi hơi chẳng hạn. Thứ chúng ta có thể thấy ngay được có thể dùng gì ạ? Than đá. Đúng không? Than đá. Hoặc là gì ạ? Hoặc là xăng dầu. Xăng dầu. Vân vân, rất nhiều thứ khác nữa. Nhưng đây có lẽ là những cái thứ phổ biến. À, nếu ở nông thôn thì còn có thể là gì ạ? À, ngày xưa thì cũng rơm rạ, đúng không ạ? À, thì những cái thứ phổ biến này chính là chúng ta dùng để gì ạ? Để tạo ra nhiệt lượng. À, có thể là trong sinh hoạt để nấu ăn. À, trong kỹ thuật, trong công nghiệp thì người ta dùng để đốt các cái lò hơi, dùng để gì ạ? Chạy các cái xe, đúng không? Xăng dầu. Bây giờ không có cái này thì làm sao mà xe máy chạy được, ô tô chạy được. Đấy. Hay là than đá này có thể dùng trong các cái nhà máy nhiệt điện, vân vân. Thế thì tất cả những cái thứ này thì ta đều gọi chung nó với cái tên đó là nhiên liệu. Nhiên liệu. À, những cái thứ khác nữa, ví dụ như là gì ạ? Như thầy vừa kể ra là rơm rạ này, đúng không? Khí đốt, khí ga. À, bây giờ thì chúng ta không dùng củi nữa rồi, chúng ta dùng khí ga. À. Thế thì than đá này thì cũng có rất nhiều loại than đá. Hay là chúng ta thấy một số nơi còn dùng gì ạ? Dùng mùn cưa để đốt, dùng chấu để đốt, vân vân. Rất nhiều thứ có thể gì ạ? Cứ đốt được là chúng ta có thể tận dụng nó để làm gì ạ? Làm nhiên liệu. Vậy thì khái niệm nhiên liệu sẽ là gì? Ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến khái niệm nhiên liệu. À. Thế thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy ngay cái khái niệm nhiên liệu này. Này nói chung cho các cái vật này, chung cho cái vật hoặc chất này là có thể gì ạ? Những cái vật, những cái chất này có thể dùng để gì ạ? Cung cấp nhiệt lượng cho những vật khác. Đấy, thì chúng ta gọi những cái vật, những cái chất như thế là nhiên liệu. Chúng ta chú ý cái khái niệm nhiên liệu như sau. Nhiên liệu là những vật này, chất này mà cung cấp nhiệt lượng cho các vật liệu khác. Em chú ý này này. Cung cấp gì ạ? Nhiệt lượng cho những vật liệu khác thì chúng ta gọi đó là gì ạ? Nhiên liệu. À. Ví dụ thì có thể rất nhiều, than thì cũng có rất nhiều loại than, củi, gỗ, dầu, xăng, khí ga, rơm rạ, vân vân, rất là nhiều. À. Thế thì cái vấn đề đặt ra đối với lại các cái loại nhiên liệu này, thế thì cái loại nào là loại tốt? À. Trong các cái nhiên liệu thì so sánh xem là nhiên liệu nào thì gì ạ? Nhiên liệu nào thì tốt hơn? Thì chúng ta sẽ làm thế nào để so sánh được xem nhiên liệu nào thì tốt hơn? À. Thì để so sánh nhá, đánh giá xem nhiên liệu nào tốt hơn thì chúng ta phải quan tâm đến gì ạ? Quan tâm đến cái tác dụng của nó. Tác dụng của nó là gì nhỉ? Là cung cấp nhiệt lượng. Hay ta gọi là nó tỏa nhiệt lượng đấy. Nó tỏa nhiệt lượng ra để cung cấp cho vật khác. Thì chúng ta phải quan tâm đến cái tác dụng này. Xem nào, từng cái loại nhiên liệu này nó tỏa nhiệt lượng ra như thế nào. Thế tuy nhiên là nếu mà chúng ta chỉ xem là than đá tỏa nhiệt lượng là như thế nào, củi tỏa nhiệt lượng là như thế nào, xăng dầu tỏa nhiệt lượng là như thế nào, thế thì cái câu hỏi đó nó sẽ rất là chung và rất khó trả lời. Thế để trả lời được thì chúng ta đương nhiên ta phải xét là cùng một cái lượng khối lượng thì nó tỏa nhiệt lượng là như thế nào, thì lúc này ta mới so sánh được. À, chứ ta không thể đem là so sánh là một lít xăng tỏa nhiệt lượng với lại cả một đống củi được. À, thì có thể là gì ạ? Không thể so sánh được. À, vì vậy ở đây để so sánh được thì chúng ta lại phải xét là cùng một đơn vị khối lượng. Ví dụ thầy chỉ xét là cùng một kg thôi, thì một kg than tỏa nhiệt lượng như nào, một kg củi tỏa nhiệt lượng như nào, 1 kg xăng tỏa nhiệt lượng như nào. À, thì cái nhiệt lượng mà gì ạ?
1 kg nhiên liệu này tỏa ra thì ta gọi cái đại lượng đó là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Các em chú ý cái điều này. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu đấy chính là đại lượng được xác định bằng gì ạ? Đại lượng được xác định bằng nhiệt lượng tỏa ra khi 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn. Như vậy nó sẽ thêm cái phần này. Cứ nhớ thêm thế này. Còn thường là chúng ta cứ nói là gì ạ? 1 kg nhiên liệu tỏa ra. Nhưng chú ý là phải gì ạ? Bị đốt cháy hoàn toàn. Cháy thế nào là cháy hoàn toàn? Cháy không thể cháy được nữa thì ta gọi là cháy hoàn toàn. Nhá. Thế còn nếu mà chúng ta ví dụ như than, nhiều khi là chúng ta thấy là nếu mà nhà nào bạn nào ấy dùng bếp lò, chúng ta thấy là đốt nó không cháy hết, nó còn cái phần lõi bên trong ấy. Buổi sau chúng ta lại cho vào nó lại đốt, nó lại cháy tiếp. Chứ còn khí ga thì chắc là đốt thì cháy hết nhỉ? Không còn nữa, hay cháy hoàn toàn. Thì các em lưu ý cho thầy, đấy chính là gì ạ? Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Và chúng ta sẽ đánh giá xem nào, so sánh xem nào, nhiên liệu nào tốt hơn dựa trên cái đại lượng này, năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Thế thì đương nhiên đơn vị của nó là gì? Thì chúng ta sẽ thấy ngay được đơn vị của nó phải là gì ạ? Joule trên kg. Nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1 kg. Và được ký hiệu là chữ Q nhỏ. Được ký hiệu là chữ Q nhỏ. Thì đấy là năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu. Thế chúng ta sẽ theo dõi cái bảng này, xem nào các cái nhiên liệu thì năng suất tỏa nhiệt của chúng như thế nào. Thì ở đây có cái bảng một số, ở đây chỉ là một số thôi, một số cái nhiên liệu phổ biến hay gặp. Ví dụ đây là gì ạ? Củi khô, than bùn, than đá, than gỗ, khí đốt, dầu hỏa, xăng, hydro. Và cái cột bên đây chúng ta sẽ có là năng suất tỏa nhiệt. Năng suất tỏa nhiệt. Đơn vị là joule trên kg. Thế các em thấy ngay là củi khô là 10 x 10 mũ 6. Thế thì 10 mũ 6 thì chúng ta biết rồi. Đấy chính là 1 triệu. Thì ở đây chúng ta có thể nói đây là 10 triệu. 10 triệu joule trên 1 kg. Thế còn anh than bùn thì bao nhiêu ạ? 14 triệu. Than đá nó bao nhiêu ạ? 27 triệu. Như vậy chúng ta thấy là than đá nó gì ạ? Nó gần gấp đôi than bùn. Nhiệt lượng tỏa rất mạnh. Than gỗ là bao nhiêu ạ? Than gỗ là 34 triệu. Khí đốt là bao nhiêu? Khí đốt là 44 triệu. Dầu hỏa là 44 triệu. Xăng là 46 triệu. Và hydro là 120 triệu. Như vậy các em thấy cái hydro để đốt cháy là khủng khiếp nhất. Là 120 triệu joule trên 1 kg. Nếu so sánh với củi khô thì nó gấp tới bao nhiêu lần ạ? 10 so với lại 120 thì nó gấp tới 12 lần. Gấp tới 12 lần. Thế còn so sánh giữa cái mà chúng ta hay dùng đây này là khí đốt, khí ga ấy, so với củi khô thì các em thấy nó gấp khoảng gì ạ? Khoảng hơn 4 lần. Cái năng suất tỏa nhiệt của nó là tương đối lớn. Thế tuy nhiên là chúng ta thấy là củi thì nếu mà củi thì có thể là rẻ hơn, đúng không? Dễ kiếm hơn. Thế còn khí đốt này thì phải tùy từng vùng mới có thôi, và chúng ta tất nhiên mua thương mại thì giá cũng khá là cao. Rồi. Thế thì bây giờ câu hỏi ngược lại, những cái này thì chúng ta có rồi, ta tra bảng là thấy là giống như là ở cái bài trước là nhiệt dung riêng, ta tra bảng là có rồi. Thế thì vấn đề ngược lại là chúng ta dựa cái bảng này thì chúng ta tính là nhiệt lượng mà không phải là 1 kg nữa, mà thầy có một cái đống củi chẳng hạn, là một tạ chẳng hạn, 100 cân chẳng hạn, 100 kg chẳng hạn. Vậy thì nếu đốt cháy hoàn toàn cái đống củi đấy, nhiệt lượng tỏa ra là bao nhiêu? Hay là thầy có